Xin chào bà con, thì clip này mình cũng quay là một vườn xử lý của cây danh dây về bệnh phân trắng virus đó. Thì vườn này là của anh Tùng ở xã Mơ Nông, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Thì ở vườn trước mình quay vườn của cô Sen, thì cái vườn này mình quay là cái vườn của anh Tùng. Thì với cây này mình quay trên đầu rám cho bà con xem á, thì mình cũng cho anh Tùng cắt bỏ những cây danh dây đi. Cắt bỏ những cái ngọn bị sẵn bệnh á, thì bắt đầu mình cho xử lý. Thì trên những cây đầu rám này hầu như đó là nó đã hết sẵn rồi, đọt mới ra rất là đẹp. Thì mình sẽ quay từ đầu rám cho đến xuống cuối đám cho bà con xem và nhìn nhận được cái vườn của anh Tùng, thì nó có khả năng phục hồi cũng được 60 đến 70%. Thì cái thứ nhất là do anh cắt bỏ chưa có hết một số cây trước khi qua xử lý á, bên trái cây vụ lát xử lý á, thì nó cũng đang trong bệnh, nó là côn trùng là chết thúc trong đó có mầm bệnh rồi, thì anh không cắt bỏ. Thì những cái cây mà anh đã cắt bỏ thì chồi mới ra, lứa mới ra, nói chung là rất là đẹp. Thì một số cây mình đi kiểm tra lại á, thì cũng bị săn nhiều do anh chưa cắt bỏ hết. Thì clip này mình cũng quay cho bà con xem về cái tình hình xử lý sau gần 20 ngày. Thì bà con xem lại clip cách đây 20 ngày á, thì cái hành trình mà xử lý bệnh ở Sa Thầy á, bữa đó là trời mưa, hôm nay đi kiểm tra lại là trời nắng. Thì nói chung á, mình sẽ quay đây là đầu đầu cuối đám này, dưới cuối đám, cuối đám mình sẽ quay lên cho bà con xem. Thì cái quy trình kiểm tra thì mình sẽ kiểm tra hết toàn bộ cho bà con xem. Thì đây mình sẽ quay về những cái cây mà anh Tùng cho là nó có khả năng phục hồi mà hầu như là nó chưa đạt hiệu quả hết mức. Thì mình cũng đã nói như clip trước á, và trước khi vô xử lý kỹ thuật cũng đã nói rõ là sẽ không tuyệt đối được 100%, vì không có gì là 100% được. Vì cái thứ nhất á, là do giống, nguồn giống bà con chọn rồi, thì mình đây sẽ nhắc lại thôi cho bà con nha. Vì cái việc chọn giống là việc quan trọng nhất, nếu giống của bà con đã mang mầm bệnh rồi thì mình chỉ kìm hãm lại được thôi, không thể nào xử lý tuyệt đối luôn được. Còn cái thứ hai nữa là cái chế độ phun thuốc phòng bệnh, mình xin nhắc lại là để bà con ai chưa xem theo dõi clip trước á, thì clip này bà con có thể xem và theo dõi lại, là bà con phải phun thuốc trừ sâu côn trùng chích thuốc để phòng những cái côn trùng mà nó lây từ những đám bệnh sang đám không bệnh. Thì cái côn trùng chúng ta không thể nói được, nó tốc độ di chuyển rất là nhiều vườn, không thể khẳng định là xung quanh mình không có trồng thì có nghĩa mình không có bệnh. Thì cái này nó lây từ đủ cái trồng hết, không phải là riêng việc cái chanh dây. Thì những cái ngọn này là ngọn mới ra hết, nói chung là cũng hầu như là đạt được 60-70%. Nói chung thì xử lý dùm cho bà con như thế này á, thì mình cũng rất là mừng vì cái hiệu quả của bà con cũng đã đạt được một phần. Nhưng mà cái phần quan trọng nhất là khi mà ra trái rồi bà con có thu á, để lấy được cái vốn mà thu nhập lúc đầu á, thì cái đấy mới là cái việc mà quan trọng nhất mà bà con nông dân và kể cả bên trái cây luôn một lắc cũng mong bà con có được cái nguồn vốn thu nhập lại để lấy được cái nguồn vốn mà khi đầu tư vào. Thì đây cũng có những cái đọt mà bị sắn á, khi ra nó sắn á, thì mình cũng quay vào con xem nè. Mình sẽ quay những cây sắn và những cây ra mới, chứ mình không quay những cái cây mà đẹp hết, thì mình cho anh cắt bỏ hết. Thì vì những cái cây mà lúc trước khi bị chích rồi mà đọt nó chưa bị nhiễm bệnh á, thì anh không cắt. Thì mình cũng khuyên bà con á, là cắt bỏ đi, bà con cứ cắt đi, vì cái lúc mà nó lên vàng mà nó đã bị á, thì bà con cắt thì phục hồi lưỡi mới ra thì nó sẽ ít tốn chi phí hơn. Thứ hai nữa, cái thuốc chúng ta phun nó sẽ không tốn nhiều. Nào, khi mà duy trì được cái sự kìm hãm được cái virus của nó thì lúc đó bà con có thể chăm sóc nó được thoải mái và dễ dàng hơn. Thì vườn này á, thì mình đi kiểm tra cũng từng gốc rất chi tiết cho bà con xem á, thì có đọt sắn, có đọt không sắn. Thì mình đã nói với bà con á, là chỉ được 70%, còn cái thứ hai là quyết định ở bà con, và cái thứ ba là cái điều kiện thời tiết. Vì cái việc phun thuốc rất chung là rất là khó khăn và mệt mỏi, không phải là đơn giản mà con ra phun là xong. Phun xong bị mưa rửa trôi hết thì cây chúng ta sẽ không có tác dụng hết. Thì vì thế nên mình cũng khuyên bà con cái việc quan trọng là phòng được côn trùng chích thúc, mình nhắc lại là phòng được côn trùng chích thúc. Thứ hai là chúng ta phun thuốc đều độ. Thì cái này vườn này thì mình cũng cho anh Tùng là xử lý rất là nhiều lần, nói chung cũng được 4 lần rồi. Nói chung là cái việc xử lý này nó cũng rất là dài, vì virus chúng ta cần thời gian, hầu như những vườn bệnh nặng thì mất 1 đến 2 tháng. Thì những cái trái như bà con xem á, thì nó bị cả trước đây nó bị côn trùng chích thúc rồi, chích từ lúc mà ra bông nó đã chích thúc rồi, nên khi lớn lên á, thì nó mang những cái mầm bệnh nhỏ, thì chúng ta sẽ kìm hãm lại thôi. Thì mình sẽ quay chi tiết cho bà con xem từng cây để bà con nắm được cái quy trình mà xử lý khi mà cái chanh dây nó đã bớt bệnh. Thì hầu như bà con á đã theo dõi bên trái cây theo mùa rất nhiều, nhưng mình chỉ khuyên bà con là đăng ký kênh và theo dõi, và đưa mẹ mình sẽ nói những cái phương pháp cho bà con phòng. Thì ở clip này mình cũng nói bà con nên phòng cái bệnh đó là lở cổ rễ, chết nhanh chết chậm, héo rũ và héo xanh giống như ở mọi cái đồng khác.
Thì với phương pháp phòng này thì mình cũng nói cho con biết là nên đổ thuốc gốc đồng. Thì bên trái cây thương mục lắc có cái nano bạc đồng oxychlorua và nano bạc đồng super và hợp kim. Thì những cái loại nano này chuyên để phòng bệnh cho cây chanh dây, về nó phấn trắng virus thì nó phòng rất là tốt. Thì mình khuyên bà con á, nên xử lý cách phòng đi, vì khi mà đã bệnh nặng rồi á mà khắc phục á, thì rất là khó. Và cái thứ hai nữa là bà con chúng ta có cái thói quen là phun thuốc rất là nhiều, phun loại này không bớt các bà con phun loại kia, phun tùm lum thuốc hết, thì khiến cho cây chanh dây chúng ta nó kháng thuốc và sốc thuốc. Nhiều trường hợp á, là một số bà con nông dân là bỏ phân quá nhiều khiến cho cái cây chanh dây nó ngộ độc, lá nó xoắn hết. Thì đó là những nguyên nhân làm cho cái cây chanh dây chúng ta nó tự sinh bệnh luôn. Theo như mình khuyến cáo á, thì bà con bỏ ít thôi, một cây một lạng thôi, tùy vào giai đoạn. Thứ nhất, bỏ phân phải cân đối, chúng ta không nên bỏ sát gốc á, hạn chế hóa học, chúng ta chuyển qua sinh học, chúng ta bỏ nhiều hơn. Cái thứ hai nữa về phun thuốc á, thì bà con chúng ta phun không nên phun một loại thuốc quá nhiều. Thứ nhất là hóa học, quá không nên phun một loại quá nhiều, vì nếu phun hóa học nhiều thì khiến cho cây dây chúng ta nó kháng thuốc. Thứ hai, nó sinh ra nhiều yếu tố ngộ độc hay là dư thừa thuốc làm rối loạn. Thì vườn chanh dây này á, thì anh Tùng có trồng là gần 700 gốc. Thì mình sẽ quay từng gốc cho bà con xem. Thì xung quanh đây thì hầu như bà con nông dân chúng ta toàn là trồng hết là chanh dây. Đầu tư chi phí cũng rất là nhiều, hệ thống tưới nhỏ giọt cũng rất là bài bản. Nói chung là theo những quy trình làm này thì mình thấy rất là hợp lý. Nhưng mà cái nguồn bệnh và giống á, thì ở khu vực này á, thì chọn giống cũng chưa có chuẩn. Giống trên này đa số là bị nhiễm bệnh. Và theo như một số nhà vườn mình hỏi thì nhiễm bệnh là nhiễm bệnh từ giống luôn. Khi mới mua về đã giống là thấy nó vàng rồi. Nhưng mà con mình không biết, cứ nghĩ trồng nó đơn giản nên cứ trồng. Khi mà trồng lên á, tới mức làm vàng đầy đủ hết, bò lên vàng á, thì bắt đầu nó phát bệnh. Thì phát bệnh lúc đó thì giống chúng ta nó không còi cọc và tiến hành nó chết. Thì lúc đó thì cũng hơi muộn màng cho bà con. Thì việc khắc phục thì nó sẽ không hết hoàn hảo được, vì nó đã nhiễm từ giống rồi. Nhiễm từ giống thì mình khuyên bà con á, nếu mà chi phí bà con bỏ ra 1-2 thùng thì mình khuyên bà con á, có thể là bỏ đi. Bà con chọn những nguồn giống tốt bà con trồng. Thì clip này mình sẽ quay kiểm tra lại thôi. Thì bà con cứ quan tâm và theo dõi các clip. Mình xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này.